Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Vlog của Ngọc Vũ Official. Và hôm nay thì tôi được nhận một vai nhỏ, hai cảnh ngắn xíu xíu tại parody sắp chiếu của Gãy Media. Thì hôm nay tôi được vào vai là mẹ của Giang Con. Nhưng mà Giang Con gọi là sao chổi đen đủi quá cho nên là chết cả bố lẫn mẹ. Sao chổi đen đủi. Đây là bối cảnh quay nhà của tôi. Tôi vào vai một người gọi là nghèo nên là hôm nay tôi hơi xấu một tí. Bây giờ là chúng ta cùng Quỳnh Anh make up hóa trang cho Giang Con. Vẫn thế quay thôi phim đấy. Vẫn là Duy Nghĩa. Lên lịch rồi, mai em vừa hủy job đâu để ở đây với mọi người đây. Ồ, chột. Mai vẫn quay à? Không, em đi quay của em. Tưởng mai là 9 giờ xong là bọn em xuống chân núi đấy. Em phải đi cái phim nào. Anh em đã lên được đến tận Hợp Châu rồi. Đấy. Hôm qua là hãy xem Quỳnh Anh make up hóa trang cho Giang Con. Check đơn hết rồi. Đấy, order hết rồi. Trắng trẻo đẹp trai này. Tức là ở đây là anh em mà có một cái câu lạc bộ yêu chó. Vâng. Thế nhưng mà kinh tế không cho phép không mua được cả con. Đĩa một. Thế biết rồi tao phải đủ một con. Cứ hộ lốn cứ yêu chó trả góp. Yêu chó trả góp à? Cứ vài lần bọn anh đi là được con chó. Yêu chó nhiều trả góp. Đây là một cái cảnh trong bộ ảnh nha. Trời ơi, không tin được. Đây là ảnh đó thôi. Vâng, các là hoa cầm tay mới đổ đổ lắm. Lúc mà cái chiếu chuyển ra. Ôi, vừa tầm luôn á. Vừa nghĩa là chị Ngọc. Ôi, vừa tầm bắt anh quá quả. Đông cầu. Bạn đây bạn ta vả cái mồm ấy nhá. Trung châu con. Cô làm sao là phải gấp hơn đúng không? Đó đang đâu ấy? Lào. Vợ, bảo ừ đi vợ là trước phát tơ đi còn gì, vợ là tắt một chồng nào ở chỗ bàn làm việc của anh. Tôi chưa cấp cao hơn vào thì cầm cho anh quần áo cho máy bộ quần áo với cả cái đôi giày em để trong cái ba lô Dior anh để chỗ bàn làm việc của anh nhé. Ba lô Dior. Ok mấy giờ mới nghỉ? Quần này còn chất gì nữa? Quần đấy à? Sờn hết cả tỉ ra đây. Chỉ nước làm qua là làm thế nha, không thì bây giờ buộc là đi thành hai đấy. Vẫn. Không phải buộc đâu. Không phải buộc. Đại kiểu mình vợ là vai thấp hơn chồng, chồng chết trước thì mình phải buộc. Chưa hiểu mà chính anh không biết ạ. Có nghĩa là nếu như cái người mất đấy mà chức cao hơn mình thì là mình phải buộc. Còn người mất đấy mà chức thấp hơn mình thì là mình phải bằng là quấn rồi. Bằng vai là quấn rồi. Ô thì mẹ anh bà ông ấy mất anh cũng quấn bằng hết này. À không, đàn ông. Quấn bằng là nhỏ. Tức là quấn tròn này mình không buộc. Lúc nào mình lại. Giới thiệu mọi người đây là vai con trai của tôi nha. Bao nhiêu năm rồi? 2 năm rồi. Lớn thật đấy. Mẹ cáu rồi. Mẹ đẻ con bé nói cho người chị.
lớn ghê. Từ hôm đi họp báo là mình đã thấy ấy rồi. Lớn quá. Bữa cơm có trưa của anh em trong đoàn. Một chiếc bánh bìa, một hộp sữa đậu. Đấy, bánh mì. Đủ thừa đấy cả ăn. Sữa đậu. Loại mày ăn hết đấy. Không là muốn người ta ăn mà dễ đấy. Nhìn sợ thật, thật sự rất đáng sợ. Nhưng mà đây không phải anh Quang, bởi vì là anh Quang ngoài đời thật không có mụn ruồi. Và đây cũng không phải tôi, vì tôi ngoài đời thật không có mụn ruồi. Nhưng đây chắc chắn là anh Hoàn. Con đang để ta bố Quang. Bố Quang chưa biết tên là gì ạ? Bố Quang, bố Quang tên là Quang. Để ta bố sao mặt mồm cười nghe ta nghe. Hai mẹ con có vẻ vui vẻ thế. Cô ăn đâu? Ừ. Để nước mắt ra nhá. Đấy nha, bây giờ chứ mắt một cái nhá. Cô, cái một cái này. Cắt lên dưới, nó bị cá liền vậy. Cắt xuống. Cả lên. Cả lên để xếp cho nó. Tập với nhau luôn nhá. Ừ, tập luôn. Ừ, để con giận là con người gần mẹ, ăn ngủ mẹ đi. Trước mắt là tập theo con nhá, cứ giữ đấy, đừng bộ. Không có phí. Tập đã. Yến chào. Không, tắt đi. Quay sang mẹ đi. Con này nhìn mẹ kìa. Kéo con này rồi. Nhìn mẹ kìa. Nào, tập đường nét thôi. Đừng có khóc ra đó. Nhìn bộ anh tí nè. Đây, con cao lên đi. 3, 2, 1, bắt đầu. Cao lên đi nhé. Nó không có đâm bảo đèn đâu. Rồi, ok rồi. 3, 2, 1, vào. Đúng rồi, vào nhé. Vào của nhanh à? Ừ, bởi vì em đi này, em đi đây là hết ngạc rồi đấy. Đây này. Em đi nó đụng rồi. Mẹ nhạc rồi. Em đi tần số rồi đấy này. Rồi. Bây giờ mẹ lấy từ đầu nó hình nhé. Rồi 3, 2, 1 tiếp. Rồi là... con mình ngửa mặt lên. Rồi bắt đầu chị Ngọc ra nhé. Cứ này chị Ngọc ra. Rồi. Cắt đi. Đấy, nôm na chỉ thế thôi. Na đi chưa, chưa hiểu rõ về ghế đâu rồi. Không có chạy ổn định nhá, cứ chạy ổn định đi, xong về thua. Đấy. Đấy. Ba hai một giết. Ngửa mặt lên khóc bị cúi mặt lắm. So gặp một con rắn thì so sẽ làm gì? Kiểm tra nó ra rắn đồng hay rắn không đồng. Rắn hả? Nếu mà so gặp một con rắn. Rắn thì đập chết nó. Đập chết nó. Thế thì cách kiểm tra rắn độc và rắn không độc hay con thì kiểm tra như thế nào? Cho nó cắn vào. Cho nó cắn vào. Thế con kiểm tra xong là con cũng nghèo luôn so ạ. So thích rắn không đồng không chết. So thích rắn. So không thích rắn. So là rất thích nuôi rắn. Ai mà yêu quý so là có thể tặng so rắn, so không hề sợ. Chị Ngọc tiến lên bước. Rồi, máy. Nhớ chấm nét nè, 3, 2, 1, diễn. Nét chậm quá. Áo phim. Áo phim. Rồi, cắt đi, lại luôn đi. Anh Quang ơi, lùi gì ạ? Quảng. Rồi. Vẫn lộ quảng này. Rồi, máy. Máy chạy. 3, 2, 1, tiến. Cặp. Cặp bật lên bánh à? 3, 2, 1, tiến. Thôi lấy đi. Đây là mẹ tôi. Hả? Nhìn nó có giống của bố không? Có. Không lộ mấy đâu. Đánh nhau hăng quá. Đánh nhau hăng quá, rách hết cả quần. Đánh nhau hăng quá mà. Ôi giời, đến khổ. Lại còn ra sức dạng ra, khoe là tao. Ra sức dạng chân ra, tao phải thế này thế kia. Kết quả này. Đánh nhau hăng, sạc hết cả đúng quần ra. Mấy quần này mua về là phải đi bo lại hết. Thương con quá. Tứ nào tứ? Ôi trời, cười cháy cái gì mà.
Bây giờ Tứ có quay không? Quay, quay. Tứ há mồm và Tứ cười ấy. Rồi nào. Trời. Là anh em, như anh ta đã bao giờ làm được cái gì cho anh Hiếu chưa? Hay chỉ toàn gây họa thôi. Mẹ, anh Hiếu cũng là con của mẹ đấy. Mẹ có thể nào không bằng hơn được không? Hiếu, mẹ có dạy được vợ mày không?